Chào mừng các bạn đã đến với tuấnaxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấnaxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tuấnaxe nhá. Anh em ơi, hôm nay tôi mới gọi là cú lừa được người lạ rồi. Vâng, giả giọng cuối cùng cũng người lạ cũng cho chơi game cùng anh em ạ. Có bạn sinh năm 91, mình xạo xạo sinh năm 93 cái là tin sái cổ. Không biết là các bạn thích nhảy đâu đây, từ tôi mở mic lên đã nhá. Tôi thôi đi. Ok, thằng đầu cái thôi tuổi. Nôn ra trả cho bé bác. Alo. Mẹ thằng đầu cái thôi. Alo. Nôn ra trả cho bé bác coi. Nhảy đâu đấy bạn ơi? Nhịt mẹ cho mày. Xuống bắt em bọc nội mày nè. Ui gãy ít thôi. Ông thích nhảy đâu nhảy? Tôi một thích nhảy đâu nhảy. Thế nhảy gì sọt nhá? Cho một ngày đâu. Nhảy gì sọt? Ok, thì sọt luôn. Alo, gáy ít thôi, bố mày đuổi xuống máy bay bây giờ. Ôi, thôi, đừng trêu mấy thằng trên máy bay, nó chửi cho lú người đấy. Lú người hả? Lú thì lú. Lú luôn. Trời đất ơi. Một team. A team. Một team ba thằng, một team... 4 hàng nè. Vừa rồi có bạn nào nói chuyện buồn cười quá hay sao mà thằng em mình nó chơi hộ mà nó cười ghê. Lấy nhà đôi hay nhà cộng? Nhà cộng. Tuấn hết xe lại. Cái để trả lù anh em mới cay thế nhờ. Nhưng mà là đâu? Có 2 phòng. Ôi con người. Nó ở đâu? Thì ba thằng bên kia. Đúng rồi. Xa thôi đúng không? Ông Tuấn hát xe rồi. Nè, trước mặt. Ok. Nó quay nè. Rồi. Ông Tuấn hát xe là ai? Sachimer, ông ấy đeo kính cận. Biết rồi nhưng mà... Hết máu rồi bạn ơi, hết máu rồi. Anh ơi. Ai có máu không cho mình? Máu này. Đây. Rồi. Anh ơi, có em này anh còn lấy không? Ai lại làm thế? Sao có nhiều người? Đây, kéo ơi. Máu này. Ông okay, đã quen bên hai thằng này. Ok rồi, đợi tôi bơm máu xong tôi cover cho ông nhá. Ngồi. Thế là chung trận với Tuấn HC hả? Chung trận với cả idol của tớ. Ông. Ủa anh sống ha. Wow, hay vậy. Ôi, vẫn còn người nhá, đầu bên kia vẫn còn ôi. Người. Ui đúng ơi, đấy. Em có phá ly nè, em có cái khẩu phá ly kem hay cái gì nè. Ủa nhưng mà bạn có nhầm mình với ai không vậy? Người thầy dài ơi, ông này không bao giờ nhầm ông được. Ông ơi, tôi xem một chút nhẹ ông. Cũng không nhận được. Đẹp. Ông cái đá bộ kìa. Em xem cái kia. Nó gạt cái bà 1v4 luôn rồi. Bà đen, thật là nhỏ. Bà đây sinh năm 1991 thường yêu anh ạ. Đây này, nó ở trên đây này. Khổ thế à? Trời này, ơi. Nó test M16 đấy anh. Khổ ghê. Nó ở trên nhà. Đóng cửa rồi. Đây bên này rồi. Đây, mình. Rồi, clear. Ui. À quên, nốc 2. Con. Yếu lắm rồi. Ôi, đã chết kìa. Yếu lắm rồi đấy. Em bắn nó 10 viên vào đầu rồi. Bắn nó 4 viên nữa. Cái bạn này 2 thằng. Cứu được không? Này con boss. Cứu được. Ok, cứu đi, để tôi hồi máu, Ui thề, bắn nó 4 viên nó không chết kìa. Chắc là nó đầy giáp rồi. Ui, nó bò ra đây này. Nó bò để nó gì bọt đấy. Bọt này. Cái bạn lú luôn ấy, bắn nhiều người ghê.
Lên đây. Chị. Ơi, chị đây. Tạm thời chị đang gì, chị out ra, chị ra ngoài thôi, chị vào follow cái kênh của anh Tuấn HC đấy. Thôi là ông kẻ kênh tắp tiếng luôn nha. Cái anh bị đeo kính đi chị. Ui. Có, chị biết là ok, hay quá. Biết là streamer Tuấn HC nhưng mà sao? Ơi, anh số 1 đấy. Follow cho anh vui. Anh số 1 ui. Ừ, anh đúng rồi. Thông tin. Nghe cái giọng. Đúng rồi, ừ. tôi vào trên kênh thế giới mà. Chắc các bạn nhầm tôi với ai rồi đúng đó. Anh mới làm video tập tiếng con FD đúng không? Không, này. Nếu mà Mọi người HC là tên Tuấn HC cơ mà. Đâu phải tên như này. Ở sau lưng nè. Ok, đợi tí nhá. Tí nữa chúng ta tranh luận nhau, cái vấn đề này nó hơi bị lan giải đấy. Lan giải. Nhưng mà vấn đề là tớ chết rồi. Thế có chơi lại không? Đây. Chơi lại sao đây? Cho bà kia chơi lại không kìa. Ok luôn. Anh ơi. Ông nếu mà không nhận là tí nhà mình ra. Chắc video nào là tí bỏ ra khi đâu đấy. Ở sau đây. Làm hay thế. Nó bắn mình mất cái mũ luôn à. Ôi, chết luôn. Đừng kiểu. Mọi người cứ chơi đi, Thôi, bọn em thích nằm nết cơ. Bọn em thích hội đồng. Thôi, mọi người cứ chơi đi. Ừ. Làm ơn. Chơi đi đừng còn em nết. Ủa mọi người mất mic hết à? Đâu có ai mất đâu chị. Có đâu. Có anh Tuấn anh không bật mic thôi. Âu, đầu chắc anh đang giới thiệu. Đầu tuần anh này là giới thiệu. Anh này giới thiệu. Đâu, tôi có giới thiệu là... cái gì đâu. Các ông đại, các ông nhầm rồi. Khổ. Thế em báo anh là em trung mới báo được luôn á. Nhưng mà anh này là ai? Anh này là streamer. Nhưng mà ông nhầm tôi với thằng nào? Ông nhầm tôi với thằng nào? Vấn đề là em ông đang nhầm tôi với thằng nào? 671.000 người theo tí này. Idol của ông có dám nhảy bốt cam như tôi không? Ôi, idol em toàn nhảy resort thôi. nhảy resort thôi, đúng rồi. Thế thì bạn nhầm idol bạn với thằng nào rồi? Bây giờ nha, nếu là streamer thì người ta đang livestream ở trên. Không có, tối em mới livestream. Không chị ơi, không livestream đâu. Tối em anh mới livestream mà. Mấy ông này lú rồi. Đúng rồi. Thôi. Trà trộn này, em xem cái nick trà trộn này, biết ngay. Đó, ông xem hồi đi. Hồi giá xong Tuấn ơi nữa, trời ơi. Tuấn ơi. Nick này nick mới đổi tên. Ờ, đúng rồi. Ui, bốt cam không có người nè. Có một team bên anh, có một team. À, rồi, hai team. Có một hàng kìa. Hai team. Sợ quá, trốn đi. Chết rồi, anh bay này chết em rồi. Nhà mình là của mình rồi. Không tách vào lâu đi. Mark the location. Anh ơi, nó trên đầu nè, nó ăn. Trên đầu cũng phải giết thằng bạn đó đã. Ê, trong kho anh ơi, trong kho. Ok. Trong kho, cẩn thận á, bên này cũng có một thằng nè. Rồi, mình nghe thấy rồi. Nó đang ở chỗ mấy hòn đá? Hai thằng. Xuống thịt thôi đi. Xuống luôn. Hay quá. Ê. Hay. Còn thằng ở bên ngoài nữa. Đúng rồi. Đây, nó ở mấy cái bệ đá này. Nó đây. Đúng rồi anh ơi, em nhìn rồi. Rồi. Làm luôn. Một bắn là làm luôn. Ố, nấp đâu rồi? Con bước chân. Thành đi chiến bại. Ok. Ở trên cái nhà bê tông anh ơi. Ok. Cẩn thận nha, TikTok vào 1v4 ơi. Dạ. Chờ. Hello TikTok ơi. Chờ tí kẹo ơi. Chỗ mình có người. Ôi anh ơi, bê kho, hình như ở bên bê kho lên nè, trong nhà, ơi, trứng nhà này. Bot. Rồi, con bot.
Nó đông một đứa thằng nó cứu anh ơi, nó có 3 thằng nữa. Ok ok, okay. Cứ cho nó cứu đi. Mình đi đường ngoài, kẹo ơi, nó bắn đấy. Đây đi cái đường này. Anh ơi, mid and bé tí không nghỉ hết á. Thế á? Sorry, tí nữa mình chỉnh lại mid sau nhá. Ủi anh ơi, em đeo tai nghe to lắm. Đi ơi. Con. Clear, ok. Còn một hàng dưới nhà nè anh. Ok, còn ok, ok. Đó. Thấy chưa? Mọi nó chạy que nè. Chị tép đầu nó. Ui, đứa nào bắn Clear. Thằng đó. Nó vào nhà này. Never này. Còn thằng bạn nó trước mặt nó. Ok. Đây, nghe nè. Sau này. Ok, từ từ nhá. Ơ sao nó bắn thính kỳ vậy ta? Ê, sau bể đá có, Rồi, ok, ui. Xong. Clear, dì dì á. Tại em dùng phải bắn được luôn. Mê quá. Mọi người ăn được nhiều kill. Nó ở dưới cho anh chị này. Ok. Tuyệt vời luôn. Bắn vào lề luôn đấy. Bắn đi. Ui, phê quá anh em ạ. Làm 9 kill ở trong bot cam. Ui, đã. Con gì đẹp hơn hôm nay? Đã nữa. Đúng cái câu nói đồng đội ta lo hết. Chả sợ đứa nào. Chả sợ không còn đứa nào cả. Ông nào bắn thính đấy. Rồi. Còn cái thằng kia là thằng phá. Cái thằng nó bắn không lại chắc nó phá. Đúng rồi, có một thằng phá flare rồi. Ừ, nó bắn trước mặt mình luôn à. Sợ. Có ai có giết đó không? Mọi người ăn được nhiều kill không? Em á, nốc được một thằng nhưng mà nó cứu ở không được kill nào. Red Dawn nè. Tiếc thế. Đâu. Ai cho mình đây? À. Idol TikTok anh em. Idol TikTok luôn. Wow. Hello bạn. Đâu phải. Chị không có chơi đấy không? Chị. Ủa. Như em nhớ không làm là anh Tuấn cũng làm 91 luôn sao á. Mark mới là có team đến trên đồi lên luôn này núi lên thì lên anh em lên nhà trước lên bạn nhà anh trước. Que đội cái player rồi đúng rồi. Ui, nó bắn một người ở lại đợi player đi. Mình lên trước mình hút. Anh ơi ôi lo anh mà đi này. Nó lên rồi anh mà đi này em khóc đấy. Ấy á, số một chắc mình đi theo số một. Một nữa ui, em không dám lên đâu. Anh ơi, băng ốp không? Không, tí nữa. Giờ xử lý bọn này đã. Về. Đi rồi, lên đây đây. Ngồi đấy mà ốp. Ui, chị nói em khóc đấy chị ạ. Em hay sao đấy. Đúng rồi. Em mình thì đang combat, ngồi đấy mà ốp. Ui, anh ơi, anh nên thế nè. Anh mà lốc về bọn em. 11 kill rồi. Em nóc sau cục đá nó anh ơi. Một thằng sau cục đá nữa. À ok. Ok sau đá này nè. Watch out. Cẩn thận nhá. Lên luôn đi. Cẩn thận đồng đội nó đang. Đây cái mạng này anh ơi. Sau đá. Watch out. Mình chưa thấy. Con thằng ở đằng trước nữa. Team khác nữa. Còn team như thế. Thế là nó cay hết mất mạng của mình rồi, cày thế nhở, con lợn này. Nó em ăn, như nó ăn em một mạng nữa, đúng rồi, thêm em ăn một mạng nữa, ui. Thế là nó cay hết của team mình 2-3 mạng liền. Mark the location. Cày thế mấy nhở. Mấy cái của em một mạng nữa, trời ơi, cay. Phải đòi lại mạng được. Bên đây nè. Watch out, okay, bắn nó cho đỡ cay. Bạn ơi, thêm mình, bạn ơi. Sấy vào mắt nó ngay. Nóc rồi. Hay quá chị ơi. Chị nóc rồi. Nóc đó. Đi. Có cứu được không vậy? Cứu được anh. Trước mặt. Ok. Chị nằm im rồi. Quay luôn. Để mình với em sống quay. Cứ làm im là sống nhá. Em ra em cứu này. Ok. Một người đi theo mình là clear bọn này. Đây cái mặt sau đá anh ơi.
Ôi hỏng rồi. Bọn tao bắn đen quá. Nét ngay giữa mồm. Ủa? Sao đá chỗ nào vậy? Ôi thằng này Aroma con bắt con bắt. Ui. Nó đây là nó trước mặt em này. Chơi binh đấy, Nó đang Ok. Nốp này, HF cáo này. Gạt đây là vừa á, bắn mày cứ gạt. Gạt tụi chúng tôi này, gạt. Wow, đồng bộ. Hai lần. Ôi sao đen nè. Idol TikTok em đã đi rồi. Chị thích đi đây. Gần, sao đen ở dưới nè. Mọi người xỉa được, cứ xỉa đi. Mình ở chỗ này an toàn nhá. Thoải mái. Sao đen nè. Gần này em ơi. Mark the location. Ôi nó ném bén đấy. Nằm im. Máu cục đá dưới nè. Rồi. Nó chạy lên nè. Ôi từ đi. Ôi. Trời ơi, nó gạt luôn rồi. Chạy lên gạt luôn rồi. Đây sao đấy nè anh ơi. Đây. Nhờn với chúng tôi. Còn nữa. Qua đây mình kiếm. Tìm khác hả? Ui thế bọn này đông thế nhở? Em không biết luôn. Hình như nó mò que nó. Hình như nó đánh người đến anh rồi đấy. Ơ, thế à? Thế là em chết rồi à? em đi với. Chị đi. Đây chị này. Đi một mình em buồn. Thằng mình nốc bây giờ nó mới chết này. Có tiếng. SDC này. Bấm máu anh ơi. Đúng đánh hơn đấy anh ơi. Trên đây nữa. Đừng bấm máu em ơi. Anh ơi nó đánh hơn đến anh rồi. Clear cái team SDC này. Hình như là team bot hay sao á. Team bot. Ừ, chắc là team bot á. Cái bọn HF cáo nó vẫn còn đấy. Nó vẫn còn người, nó đang lấp ở đâu đấy. Thật là buồn. Đang nghĩ là chúng ta có thể gọi là an toàn ra bot cam rồi mà cuối cùng chúng ta vẫn chết. Vẫn bị bỏ mạng ở đây. Tại chị idol TikTok ấy, làm em thế lẻ. Em thấy chị đi một mình buồn quá thì em phải đi theo đấy. Cụ đi chẳng là anh Toát đúng không anh Tuấn? Đúng rồi, danh đầu mùa chúng nó bắn gắt lắm, giết được cái là chúng nó gạt ngay. Không phải, tại thấy chị nằm một mình nên là lạnh lẽo nên em phải nằm theo đấy. Kẹo ơi, đi. Anh ơi, đây. Có M249 rồi đúng không? Có. Ừ, còn cái ốp trong chỗ bất kèm anh có bắn rồi. Xa lắm, xa. Thôi, ngại quay lại lắm. Thôi, map này cần gì ốp. Lấy top 1 uy tín luôn nào. Thời, nó rung bắn không được. Mẹ, bị nó cay ép mất mạng, buồn thế. Em một mạng, anh một mạng nữa, hai mạng. Cố gắng làm thêm 4 kill nữa cho nó tròn nè. 20 kill. Bọn này nó lút từ đây nó đi ra đây này. Cẩn thận đằng sau ấy, bạn nó theo dõi mình ấy. Quái nhỉ. Một đống người đấy mà sao bắn hoài, nốc hoài mà vẫn cứ là nốc nhỉ, chứ không phải là clear ta. Không phải, team con boss sau này anh bắn là thằng cờ nào á, cờ một lề cờ bắn lấy đét với lại thằng kia cờ nào á. Nhưng mà có cái team Việt ấy mình nốc lên nốc xuống rồi ấy mà quái sao nhiều thế không biết nữa. Mình phải nốc ở cái thằng tên cáo. Ờ. Cái thằng tên cáo. Mà cho quả nét vào mồm chết luôn. Ờ. Cái mình giết thằng cáo ấy rồi á. Mình giết thằng HF cáo luôn rồi á. Rồi. Cái thằng mặc áo màu xanh đúng không? Mặc áo cute phô mai que màu xanh. Vâng ạ. Nhớ mà, thằng nào giết đồng đội của mình nhớ lắm. Mình phải lấy đầu nó. Someone has been here. Luộc nó ngay. Cô đem mở cửa lên đây nè. Ok ok. Đi tí luôn. Đi lên đỉnh này, đi lên đỉnh. Quan sát cho dễ. Uống đầy nước vào kẹo nhá. Để có gì chúng nó bắn mình còn
để có gì chúng nó bắn mình còn ủ té quyền được. Còn có mười mấy thằng nữa thôi. Top 1 đến nơi rồi. Kẹo ơi, kẹo 2k2 hả kẹo? Nhìn đúng rồi. Sao cái giọng của kẹo còn già hơn cả cái giọng của số 1. Số 1 là 93 và giọng còn... Cái giọng này... Không, ở ngoài nói giọng khác. Không, giọng miền Nam người ta nói khác. Không, giọng này giọng miền Trung không phải miền Nam. Mình không, mình. Thằng 93 vừa rồi ấy là thằng em mình đấy. Còn mình sinh năm 91. Chín mốt á, bằng tuổi vậy. Bằng tuổi thì, bạn ơi. Đúng rồi. Ủa anh ơi. Ủa anh ơi, sao anh đe anh đe ít clip tóc chiến ấy. Không có thời gian làm à? Không, bạn nhầm mình với ai rồi đấy, mình có bao giờ làm tóc chiến gì đâu. Bạn nhầm rồi. Ok. Liên minh tóc chiến hả? Ok, chắc mình nhầm, sorry số 1. Ủa nó lút rồi nè. Ôi, nó lút nè. Ok. Không, nếu mà chưa, để em nói đã. Bây giờ mà ví dụ bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, nếu mà anh nên đăng cái video nào trên YouTube thì mà có cái tên là hộ giá này, thì nếu mà anh bây giờ anh không nhận đấy, nhưng mà anh mà từ giờ về sau mà anh cứ đăng lên này, em sẽ vào em dì bọt đấy. Khổ ai nồi ạ. Đúng không, chị công nhận không? Ôi chứ bạn ơi, chứ okay, bạn. Okay. trên núi cái tiếng này tiếng trên núi rồi. Okay. Cứ từ từ nhá, mình thế mình đi này lên. Okay. Đây mình sang cái khu nhà bên này. Mình đi này lên. Đúng rồi. Cẩn thận nhá, nó ở trong nhà sẵn rồi á. Bọn này nó lút hết khu này rồi cơ mà. Đây nó lút hết khu này xong nó lên đấy nó nằm ấy. Nó đang gọi mình lên đấy. Bọn này nham hiểm quá. Bạn nhìn thấy thằng nào chưa? Kêu em ơi, nó không thấy. Để em lên đồ đạc. Đến cái khu nhà trước mặt này, hướng 130. À, đều. Nó đang gọi đấy. Tiện mình vào trong bo luôn. Chỉ sợ nó đang nằm thôi. Uống nước vào đã, uống nước đã. Vẫn chưa thấy nó đâu này. Đây rồi, thấy nó rồi, thấy nó kìa. Nó kìa. Rồi, ok. Rồi, ok. Watch out. Nóc rồi anh ơi, ở sau cây. Ok, từ từ đã nhá. Đây em heal máu. Heal đi. Ok. Ở sau gốc cây á. Watch out. Ok. Dưới nhà này cũng có này. Ở đâu ấy, chấm cho mình được không? Ui, clear luôn rồi. Không nghe tiếng tròn. Ghê thế nhờ. Bờ rồi. Thế là còn một thằng ở phía dưới này nữa thôi. Còn một team nữa. Ở đoạn... Ui, anh ơi, có mực. Kè anh ơi, sở trường của anh này bắn mực kè nè. Thôi, mình bắn nó ra thôi. Vừa rồi nghe thấy tiếng ở hướng 200 nhá, cẩn thận đó mọi người. Ok, anh ơi luôn. Đây, vừa nghe thấy tiếng nó bắn lú ở đây này. Ok. Mít em có ổn lắm không? Không, để chả ôm tí nào luôn cả. Mít yên vãi trưởng luôn đấy. Vãi nổi cười hơ. Vãi nổi cười ạ, dã man. Mít anh hơi nhỏ, tại vì anh bật mít nhỏ cho người ta khỏi nhận ra ảnh á. Đúng rồi. Mình cố tình để mít nhỏ, mẹ nói giọng kiểu nó dày hơn mà mọi người vẫn nhận ra giỏi thật. Trời ơi. Nhưng mà anh có biết ai nhận ra anh đầu tiên không? Ông kia kìa. Chứ không biết luôn. Ông nào? Ông đấy. Ê, có thằng nằm ở hướng 30 35. 30 với 25. Tôi cục đá kìa. Cục đá. Đây này, cục đá này này. Chính xác cục đá này luôn. 100% nhá. Chúng ta ra phơ. Ui ạ. Nãy em bắn cái đó mà nó không bắn em luôn. Ừ đúng rồi. Nó ngoài bo. Giờ nó vào bo. Ok. Alo. Mọi người chúc sinh nhật chị đây. Trời ơi. Hôm nay sinh nhật chị ấy. Happy birthday. Thật là níu gì à? Níu gì à? Hỏi chấm. Cẩn thận nhá, nó đang nấp ấy. Cứ bình tĩnh rồi.
Rồi ok. Em chiều. Bạn lại dám năm mới mới năm mới em chúc chị chị. Chị. Năm mới rồi chưa? Happy năm mới em chúc chị may khỏe, làm ăn phát đạt, cấp 5 cấp 10 năm ngoái gì chứ. Rồi chết luôn, chết luôn. Ui, hay là em uống phun phun nước. Chúc chị ngày mai đi thi, à ngày kia đi thi được có rớt môn rồi. 91 mà còn đi thi quần què gì nữa. Đi thi cái gì? Xạo rồi. Bịt rồi. Quá toàn, trời ơi, mấy đứa bị lừa rồi. Từ nãy là cứ bắt mình qua một chị. Đâu, kiểu là tớ học ngu xong ở lại. Không có ai 91 mà học ngu mà đến mức bây giờ vẫn còn học hết trơn luôn á. Thì mà ai mà trả qua môn. Học rốt gì mà mười mấy năm ở lại trường. Đúng rồi. Không ai học đến mức như vậy luôn. Học mà đến cơ đấy là bố mẹ chỉ có cho đi bán vé số thôi. Người ở Thanh Hóa mà vào Sài Gòn sống có khi bán vé số thật anh ạ. Sao lại thế? Anh có đang ở Sài Gòn đấy. Có khả năng cao. Cẩn thận nhá, chúng nó đang rình rập mình đấy. Vui vãi cả trưởng các bạn ạ. Mẹ cái team này. Hóa ra cái bạn kia không phải 91. Alo, các bạn mic tổng ơi, quay bật mic cùng nhỉ. Thôi, đừng có bật mic tổng, nó lại chửi cho đấy. Nó nhạy cảm lắm, hở ra nó chửi đấy. Ủa mấy cái thằng này nó chết trong à, nó trốn đâu hết ta. Trốn đâu? Trời ơi, bò lại vào phía trước kìa. Đi thôi. Kẹo ơi. Ố kẹo đâu rồi? Anh ơi, đi. Anh ơi em đi bên trái, em đi bên trái. Đi gần nhau. Ok. Dễ cover. Bo cuối không? Ừ. Có gì không? Thôi lại, tôi bán không được luôn. Đây này, cái nhà vệ sinh này khả nghi okay, lắm mẹ. Ê, có thằng ở đâm này. Ui. Ở xong rồi. Thôi từ. Đây, ờ đúng rồi. Ở sau cái trụ á. Kiểm tra khu này đã, kiểm tra. Ôi sao cái cậu quá rồi. Ok. Có biết là có một thằng đấy đã. Có con xe ở dưới kìa, có con xe ở dưới kìa. Nguy hiểm. Không, xe... Mình không nghĩ là xe spawn đâu, cẩn thận nhá. Đây cái gì đây, xe spawn mình ơi. Spawn à? Ok. Đó, đúng rồi. Ê, có thằng nằm kìa. Nằm kìa. Nguẻo luôn. Tuyệt vời. Vua okay. PUBG luôn. 20 kill luôn. 20 kill luôn. Anh làm 22 kill. Còn một thằng sau đây với lại một thằng lẻ nữa thôi. Ok, còn một thằng lẻ nữa. Ở dưới này như hai thằng này. Nó tap. Xong rồi, thằng ấy đi rồi anh ạ. Tap thằng QBU rồi đúng không? Dạ. Ok, vậy là chỉ còn một thằng dưới kia thôi. Núi thôi. Win rồi. Ôi, thằng này nó chạy cối nhờ. Ui. Thôi, đứng đây chờ nó thôi. Thôi bạn ơi, bạn chết thì thôi chứ còn... Sống làm gì? Ơ, what the fuck? Ôi, sao lại ném đếc qua này? Hay thằng kia chết rồi. Hình như nó chạy lên, nó nằm ở anh ơi. Đây, nó kêu rồi. Đây, từ nhá. Hay, nice. Uầy, hợp lý thế nhở. Uầy, thế là dùng... 20 kill luôn ạ. Cầu mong được 4 kill thì được đúng 4 kill thật. Tròn 20 kill luôn. Trời ơi. Yeah. Thôi cảm ơn mọi người đã phối hợp trong cái clip này nhá. Ok, tạm biệt anh luôn. Mai lên xem nhá. Cảm ơn. Yeah, ok. Ôi lại có hả? Ôi đúng rồi. Mày nào? Chị ơi, chị sai chưa? Em bỏ rồi. Hẹn mọi người năm rồi. Hẹn mọi người 5 giờ chiều ngày mai nhá. Thế mai lại vào bắn cùng con em ấy. Ok, nếu mà có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại thôi. Cảm ơn mọi okay, người nhiều. Ok anh. Ok, tạm biệt anh em nhá. Bye mọi người. Em bỏ chị rồi mới đây, chị lại đi trước em chứ chết rồi.